Bữa nay em quay cái clip chiếc nhánh ổi và cách dăm lá giang. Đây là ổi. Em bó nó được 6 tuần. Lần đầu em làm chuyện này thì thành công cả nhà. Em được 3 cây nhưng mà bị kiến nó bu hết một cây thì nó vẫn ra rễ cả nhà. Đây là rễ của nó nè. Thì em cũng tập tành thôi chứ cũng không phải giỏi giang gì. Nhưng mà thấy ok, cũng thích thú lắm cả nhà. Đây thấy cây ổi ngon quá, em trồng cũng mấy năm, trái ăn ngon. Cho nên là em thử thì em thấy thành công, nó quá dễ. Đó, đây là ba cây em cắt, ba nhánh em nhắc cắt hết một nhánh rồi. Còn hai, tự vì hả, kiến nó bu quá trời quá đất. Ngay được ba nhánh, nhánh nhỏ này là bị kiến bu nè cả nhà. Cho nên buộc lòng em cắt luôn hai nhánh kia. Thì đường nào mùa lạnh thì nó cũng bị cháy phần trên, cho nên em hy sinh thử nghiệm liều luôn. Đây là trái ổi trên cây nữa, em chưa hái đó. Ăn thì ổi này thì ngon, cho nên là thử nghiệm. Đây là sau khi em chiết được 3 nhánh thì em bỏ vô chậu em trồng này được mấy ngày rồi nè. Thì thấy nó ok, thì cũng hú hồn lắm cả nhà. Em để đó coi nó có ra lại không. Riêng ổi thì em bỏ cho vô chậu nay là mấy ngày rồi. Hôm bữa em khoe đó là em cắt nhánh sau khi em bó nó 6 tuần. Bây giờ em cho nó vô chậu rồi, em được 3 chậu. Đó, nó vẫn tươi cả nhà. Nhưng mà đặc biệt em không có để nắng, em bỏ trong cái tấm bạc che lại. Nếu mà nói greenhouse thì em cũng không phải là greenhouse. Cái patio thì em làm cái chỗ nó rộng tí, xong rồi em cover cái tấm giấy bạc này lại thôi. Thì cũng giống như là greenhouse thôi. Thì cái hơi nắng này nó không có nóng lắm, nó nằm ở dưới cái lớp của tấm bạc này á. Tại trời em sợ lạnh thất thường cho nên em tha tụi nó vô trong này. Đây là ba cây ổi sau khi chiết được mấy ngày nó vẫn còn chưa có đến nổi tệ, vậy là coi như là em cũng tạm thành công. Đây là giống như là bệnh viện phụ sản đó nha. Cái này là em chiết cây lá giang thì em tái chế cái chai nước suối lại. Mặc dù em đã chiết được rồi nhưng mà không, trời ơi nó lâu ơi là lâu, lá giang này rất là lâu, thời gian nó rất lâu. Cho nên lần này em chơi lớn thì em lấy chai nước suối em cắt làm đôi, em chụp ngược cái đầu nó xuống. Rồi em chụp cái bịch giúp tóc này để nó có cái hơi nước á, nó lắng xuống cho cây bắt đầu có rễ. Sau khi cắt cái cành lá giang già thì em nhúng vô thuốc hột rễ. Đây em mở một cái cho cả nhà coi nha. Đây. Cái bụi lá giang em cũng lớn lắm, nhưng mà bữa hổm em làm để tí em cho cả nhà coi. Đây cái lá giang nó đang nhú mầm nè cả nhà. Nếu cả nhà có nhìn rõ không? Đây cái mầm của nó mới nhú. Cái này mới có mấy ngày thôi à. Thực sự đất này em pha thuốc mót thôi chứ chả có gì trong này hết á. Nhưng cái này ở dưới này nè là nước. Em có pha một cái ít phân mà loại cho tốt cho rễ. Thì cái chai nước suối em cắt làm đôi, em úp ngược cái đầu này xuống thì để mình khỏi khoét lỗ cả nhà. Thì đây là nước. Khi nào mà cảm thấy dưới này nó cạn không có lên được cái này thì em chấm nước vô. Cái này cũng em mới làm đây thôi, có mấy ngày thôi à. Thì em share với cả nhà, nếu mà một chiếc cái cây gì á, em thấy làm cái cách này cũng ok. Nó không có phải mất nhiều chi phí, không phải chóng chỗ, nhưng mà em nghĩ chắc nó work. Tự vì hôm bữa em có chiếc đây để em đưa cho cả nhà coi mấy cây lá giang của em. Nó râu ơi là lâu, em tưởng em bị thất bại rồi. Tự vì cây lá giang nó cũng đang hot. Em có một cây lớn thôi à, chứ không có cây nhỏ. Thì em chiếc em đợi em nói sao nó tốt quá trời, nó cũng ra. Nó cũng ra lá nó non rồi, nhìn tốt, không có rễ cả nhà. Nhưng cái thời gian em bỏ quên nó đi.
thì nó đã có rễ. Nó có rễ thì em mới tách ra. Đây là bây giờ coi như là tạm thành công cái cách của em. Đó. Nhưng mà tuy là được 7 cây mà nó còn có 5 cây à. Mà hai cây nó đang leo đeo nữa nè. Em thấy nó buồn buồn đây không biết làm sao. Nhưng cái có cây này cũng héo luôn. Cây này thì nó là tốt. Đó, hai cây coi như là hoàn thành, hoàn chỉnh, tốt tươi. Thật sự đất em cũng pha pit mod với đất thôi chứ cũng không có biết cách nhiều. Làm theo kiểu nhà quê thôi chứ không có bài bản như mấy anh chị. Đó. Mình chiết được mấy cây, hai cây này nó còn hơi tèo tèo không biết sao, để coi. Đây là cái patio giải trí của em đó. Cũng có đồ chơi lai rai chứ không có nhiều như của người ta. Nhưng mà có cái để ngắm mía, có cái để chăm sóc. Không có dầu em che nhưng mà em vẫn để ở đây. Ra được cái thiên lý, cái lạc lè nó vẫn ra trái cả nhà. Dầu nó ở trong đây, cô vợ kính nó mà nó vẫn cho ra. Cái bình nó ở cái hộp nó có ghi cho mình cái tỷ lệ pha bao nhiêu, cả nhà coi trong đó rồi chia ra. Thì em mới bỏ dưới đất cho nước này để cho nó tự hút lên. Đó, đây là cái phần đó. Rồi, cả nhà chỉ cần cắt đôi cái lon này ra, xong rồi lật ngược cái đầu này xuống. Cái này bỏ đất vô, mình mix đất, pit mod với lại đất, phân gì đó, tùy cả nhà muốn xài phân gì, có phân gì. Rồi cái cây thì mình đứng hút một rễ, ghim vô đây, xong lấy cái bịch zip lock chụp lại. Rất là đơn giản phải không cả nhà? Đó, cả nhà thử xem em làm thành công rồi đó, giờ em mới chia sẻ với cả nhà. Khi mà bông nó khô rồi á thì em bỏ vô trong cái bịch này, em cũng vẫn phơi nó, xong tí xíu nữa em cắt bỏ lá, tại vì có lá nó sẽ thúi. Những cái bông này nó khô rồi nè, tuy nhiên có những bông nó khô ít nhất cũng phải phơi trong bịch này để nó có rụng, nó rụng ở trong cái bịch này. Cái này là tí tô nhật em mới chui vô trong kẹt em cắt nè, tí tô nhật. Cái này là lá é đó. Lá é nó rụng nó cũng lên nhiều lắm cả nhà. Thì em để riêng mỗi phần một bịch. Tí xíu nữa em cắt lá em bỏ. Cả nhà nhớ bỏ lá nha. Thì em để trong bịch, em để patio em cho nó khô, tránh bị thúi thôi. Tự có lá nó sẽ thúi. Khi mà bông khô rồi đó thì cột cái bịch lại. Cả nhà dò thì cái hộp nó khô tự động nó sẽ rụng vô trong cái bịch này. Nhớ đừng có để lủng bịch nha cả nhà. Giờ em để em coi, tại bữa nay chỗ em nó không có nắng cho nên em vẫn để đây, mở banh bịch ra vậy đó. Cả nhà nếu mà có trồng tí tô, quế, lá é hay cái cải gì đó mà có hộp như vậy nè thì cả nhà cắt cái bông nó bỏ vô trong bịch rồi phơi vậy thôi.